Solo travel hay còn gọi du lịch cá nhân đang trở thành xu hướng du lịch trên thế giới, được nhiều bạn trẻ lựa chọn trong những năm gần đây. Sự phát triển của các nền tảng công nghệ thông tin trong tìm kiếm thông tin điểm đến, đặt phòng, đặt tour tại địa phương càng giúp du lịch cá nhân phát triển, tạo cơ hội kinh doanh tiềm năng cho doanh nghiệp. Trong những năm qua, cộng đồng người tham gia du lịch cá nhân có xu hướng tăng mạnh. Nhiều công ty du lịch đã nhanh chóng phát triển thêm các gói tour dành riêng cho khách du lịch cá nhân bên cạnh việc cung cấp tour truyền thống. Gói tour này được giới thiệu nhiều tại các hội chợ du lịch, mua sắm. Trong đó, Nhật Bản là một trong những quốc gia phát triển loại hình du lịch này. Xu hướng du lịch tự túc đang tăng lên gần đây. Thực tế là du khách có thể tự lên Internet và tìm kiếm khách sạn cũng như vé máy bay. Tại Nhật Bản, các công ty du lịch cũng đang có khuynh hướng thiên về du lịch tự túc nhiều. Và trên thế giới thì ở đâu cũng đang dần thiên về xu hướng đó. Du khách Việt Nam đến tham quan tỉnh Tottori, Nhật Bản đã tăng gấp 7 lần. Trong tương lai, việc tiếp tục xây dựng cầu nối giữa Việt Nam, Nhật là điều quan trọng. Tôi mong muốn những người trẻ tuổi ở Việt Nam có thể trải nghiệm được nhiều hơn văn hóa Nhật Bản. Bản thân tôi khi đến Việt Nam cũng rất mong muốn gặp những người con Việt Nam tài giỏi, tham quan những danh thắng. Du lịch cá nhân giúp du khách tự do lựa chọn hành trình và điểm đến và tìm kiếm những trải nghiệm riêng biệt, phù hợp với nhu cầu và tính cách của mình. Đây là cơ hội và cũng là thách thức cho doanh nghiệp du lịch Việt trong phát triển sản phẩm chuyên biệt dành cho đối tượng này.